thấy cái này với mình nước mình để phơi làm khô luôn nha. Còn hai cái đầu còn lát mình sẽ nấu canh chua cả nhà, ăn là bá cháy luôn nha. Cũng khiếp con mắt nó nha. Rồi mắt nó là một muỗng luôn. Con mắt nó thôi là một muỗng cả nha. Vớt này chút xíu bỏ lên nha. Nhà mình thấy không? À, đây là cái mang của nó nha, nó trên nóc giọng á. Rồi giờ hãy mời cả nhà mình nha. Ăn đầu cá hồ nấu con chua mẻ nha. Nấu gã gục hết trơn cả nhà ơi. Cái đầu kia để nguyên đi. Thật sự canh chua con mẻ. Trời con này nó ngon lắm nè. Cái này không biết cái gì nữa. thưởng thức. Mỡ không ở nhà, cái này vừa thịt vừa mỡ sụng. Đừng tự nhiên gân bò mà các em mà nấu nó gục quá. Đỉnh. Rồi xương nào, cái xương bành bành không. Thì mình ăn cái bên má nè nha. Miếng nước miếng mắm. Thịt nó dẻo như cá lóc vậy trời. Má đỉnh. Người nhà mình thấy không? Đây là cái mang của nó nha, nó trên nóc giọng á. Trời ơi, cái này như là lưỡi cá nó quý, nó như là cái lưỡi cá gì, lưỡi cá nhà tán á, cá dầu xanh á. Hình như cái cục này là tinh túy của con cá hô chân à. Ở một cái đầu gần 2 kg nghe nha. Thật sự cá hô này dài mà nó giòn, giòn mà mỡ lắm nha. Công nhận là đỉnh người chết thì chứ. Trời, cái màng trong mắt toàn là gân với sụn không đó nha, bởi vì nó béo nó ngon, nó có giá trị là gì á. Giờ mình thưởng thức mấy cái kia, gọi giờ tới thưởng thức con mắt nó nha. Mắt nó là một muỗng luôn. Con mắt nó thôi là một muỗng cả nha. Vớt này chút xíu bỏ lên nha. Quá đỉnh nghe nha. Một con mắt là một muỗng luôn đó. Một mình hai đại chiến hai đầu nghe, hai đầu 4 kg, đại chiến chắc chết với hai đầu quá. Công nhận đỉnh của chóp thiệt chứ. Hôm nay mình chỉ ăn cái đầu thôi cả nhà ơi. Còn cái mình á, cái mình có nó, mình làm cô hết nè, chuẩn bị đón World Cup. Còn đón World Cup mà dư nữa nè thì mình để đón Tết luôn. Có không? Sụn không ông ơi, sụn mỡ gần. Cái đầu thứ hai nha, thì mình ăn cũng không hết nổi. Cái tinh túy của cái nó, của con cá là này nha. Trên cái ức cái nó ngầm hồi mỡ nó phập thiều ông ơi, nhúng đây. Nói chung là một mình Hải mà đại chiến hai cái đầu này cũng hơi căng đó nha. Đỉnh nhất là cái nắp mang. Nó béo, nó béo tới béo luôn á. Công nhận cá hồ mình thấy á, cái đầu nó quá mỡ nha, quá mỡ quá gân nha, mỡ ở giòn. Ừ.
bệnh người thường như ông cục này, mái tóc á. Ở nhà mình ơi, mình mà gân không đây nha, đầu này gân cái sụng nữa không đó. Bỏ miếng ra. Béo. Rồi bây giờ cả nhà mình xem nha, hãy tiếp tục múc một bên mắt nữa nha. Đó. Một con mắt là đúng là một muỗng luôn á. Chấm thì yếu xíu. Mở ôi dài. Một con mắt mà ăn mấy cái á, ăn mấy cái hết á. Quá đỉnh à. Rồi, nói chung tới đây cái nữa hãy kết thúc video thôi. Chứ cái đầu con cá này nó gần mỡ, nó dài, nó béo, quá béo đi. Mình chỉ có thể lụm được vài cái nắp mang với hai con mắt, với hai cái ức nữa nha. Nói chung là hai cái nóc giọng đó thôi. Còn con bắt thì cái nóc giọng nó béo vô cùng béo cả nhà. Nó béo mà nó béo mỡ, béo giòn á. Rồi thì cảm ơn cả nhà mình đã xem video tới đây nha. Thì cảm ơn cả nhà mình đã thưởng thức cái món là đầu cá hô mà nấu canh chua con mẻ nha. Rồi tạm biệt cả nhà.